Mới đây, Maritime Bank phối hợp cùng Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội triển khai dịch vụ mở tài khoản thanh toán trực tuyến cho doanh nghiệp. Cụ thể, Maritime Bank cung cấp tài khoản thanh toán M Startup cho các doanh nghiệp khởi nghiệp với những ưu đãi đặc biệt và hỗ trợ phí lên đến 100%. Chỉ cần đăng ký số tài khoản Maritime Bank tại website của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, doanh nghiệp sẽ được sử dụng không giới hạn các ưu đãi miễn giảm phí trong vòng 6 tháng mà không cần phải đáp ứng các điều kiện nào khác.